Tôi đã bắt cậu bé này nhảy dây liên tục gần 4.000 phát. Người tiếp theo bị hành trong cái series này sẽ là Tài K3. Ái chà, anh bạn này nhảy dây có vẻ chăm chú nha. Có vẻ không để ý gì hết nha. Để tôi thử tặng vài bông coi coi là phản ứng của ông sẽ như thế nào nhé. Ui, sao bà này tặng nhiều vậy? Tôi mới tặng có vài bông mà ông kêu nhiều rồi. Tí tôi tặng vài trăm bông thì ông không biết ông phản ứng của ông sẽ như thế nào nha. Đúng rồi đó, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi bạn ơi. Ui, tưởng bạn Đăng K5 nha. Anh em biết tại sao tôi lắc đầu không? Ông này ông kêu tôi là Đăng K5. Tôi nói cho anh em lại một lần nữa, tôi tên là Đặng K5. Đặng K5, chắc tôi phải đổi tên thành Đăng K5 quá anh em. Sao ai gặp tôi cũng kêu tôi là Đăng K5 vậy? Đặng K5 nhá, nhớ nhá, Đặng K5, ok. Kêu tôi bằng Đặng K5 nha, ok, cảm ơn các bạn. Mọi người sẽ biết à, rồi. Ông này ông bảo gì đây? Mình cái dây. Báo. Không xong rồi, nữa. Trời ơi. Xong chứ gì. Ủa, bạn Đăng tặng lắm ấy nhỉ. Xong. Phiên này chính thành công nhất của mình từ xưa giờ. Chắc là có anh Đăng, à quên anh gì nhỉ? Anh Kiến PC vào ấy, thế là gì tiếng PC gì đây? Do các anh Đặng K5 vào xem cho nên mới có nhiều người xem chứ tiếng PC gì đây? Do Đặng K5. Mình đùa đó anh em. Mình có ai biết đâu mà vào xem. Nãy giờ có mấy anh em comment hài hước ghê anh em, một thằng liều gặp phải một thằng giàu. Ông ít có ác, trời tôi sống thiện trước giờ tôi có ác gì đâu. Tôi đang ủng hộ người ta, ông kêu tôi ác, trời ơi. Kỳ vậy trời, ủng hộ mà kêu ác. Nếu như video này được 1.000 like, chỉ 1.000 like thôi, người tiếp theo bị hành sẽ là Tài K3. Và tôi không chắc là Tài K3 có phải bẻ thanh lọt so 100kg không kê hay không nhé. Ok, anh em hãy like và share để biết được kết quả Tài K3 sẽ bị hành như thế nào. Có thể tôi sẽ bắt Tài K3 bẻ thanh lọt so 100kg liên tục 10 phát chẳng hạn. Đó, cho nên là anh em like và share nhiều vào. 1.000 like, nhớ nhé, 1.000 like. Nãy giờ nhấn nhấn có mấy cái mà hết lúa rồi anh em ơi. Thôi nói chung là cho ông thêm vài con heo để cho ông vui đi. Cảm ơn anh em đã xem video tới giờ phút này nhé. Tôi thì tôi không có rảnh mà đợi ông này nhảy xong lâu lâu lắm. Ừ, nói chung là hãy like và chia sẻ video để ủng hộ cho mình, có thêm động lực làm video. Ok, bye bye.